Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại bến xe khách Thái Nguyên, siêu thị Hoàng Mấm, Thành Đô và trung tâm thương mại Gâu, Thái Nguyên. Qua kiểm tra cho thấy các mặt hàng phục vụ Tết đa dạng, phong phú, số lượng lớn, đảm bảo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá cả không có biến động so với những ngày thường, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Đoàn kiểm tra đã đề nghị các siêu thị tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy. Qua công tác kiểm tra nắm bắt thì hàng hóa trên thị trường Thái Nguyên là khá đa dạng, phong phú. Tuy nhiên sức mua của người dân hiện tại cũng còn chưa cao. Công tác kiểm tra đã phát hiện những cái hành vi vi phạm đã được xử lý kịp thời để góp phần nhân dân được mua đúng những hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ. Tết là thời điểm nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân tăng cao. Do đó, các cơ sở kinh doanh, cửa hàng, trung tâm thương mại đều đã chủ động nguồn nhân lực phục vụ và hàng hóa thiết yếu cho nhu cầu tiêu dùng của người dân.